Sửa sửa, quay lại cắt. Sửa, cảnh đây. Giỏi. Hi, chào các bạn, và hôm nay là buổi trả bài của bạn chó Corgi tên là Sửa. Corgi vừa mệnh danh là giống chó hoàng gia, vừa được khen là giống chó dễ thương nhất quả đất luôn. Nhìn mấy em Corgi hiền hiền, chân ngắn và chứa độ nhanh nhẹn cực tốt, khá là dễ huấn luyện. Có một điều thú vị nữa là nếu bạn không cho chú chó Corgi của mình hoạt động thường xuyên thì chúng rất là dễ bị bệnh béo phì, một căn bệnh hay gặp nhất ở những giống chó chân ngắn. Do đó bạn nên cố gắng dành thời gian để dẫn chú chó Corgi của mình ra ngoài thường xuyên nè, cho chúng chạy nhảy, nô đùa để rèn luyện thân thể cũng như tính cách. Giống như bé Sữa nè, Sữa được ba mẹ cho đi học để vừa giỏi vừa ngoan. Đặc biệt là đi học sẽ được vui chơi, hòa nhập với nhiều bạn cún khác, giúp bé nhanh nhạy hơn với môi trường bên ngoài. Nếu không có thời gian thì bạn có thể cho bé nhà mình đến trường huấn luyện chó miền Nam học một khóa bài bản nha. Giờ thì mời bạn cùng mình xem Sữa trả bài cho thầy giáo có đạt không nhé. Có, giỏi, có, thôi, ít, giỏi, thôi, ngồi đây, giỏi, đứng, giỏi, ngồi, ngồi, giỏi, chào, đây, chào, ít, giỏi, giỏi, thôi, giỏi. 5 ít giỏi thôi đứng đây đứng đây xá nào đứng giỏi đây còn lại lại sửa lại có lại 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 đây còn lại thôi đứng giỏi 5 ít giỏi ít ngồi giỏi đứng giỏi ngồi giỏi đây 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 đâu đây đó đây này giỏi đây kia giỏi tay bên đây giỏi 5 ít thôi đứng đứng đây giỏi đứng giỏi cao thôi đĩa ngồi này ngồi giỏi chào đấy chào chào ít ít giỏi ít chú đó giỏi ngồi lại giỏi cao cao thôi đứng giỏi 5 ít giỏi thôi giỏi đứng giỏi này ngồi từ đây ngồi giỏi bên tay tay đâu giỏi tay kia tay tay kia nào giỏi năm đây giỏi năm chín ba đây giỏi ba giỏi lắm ba thôi chín ngồi ngồi giỏi chào đây chào chín giỏi thiếu giỏi đây giỏi đây giỏi thôi giỏi đến giỏi đây qua đây sửa 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 cảnh giỏi lắm thôi qua đây đấy đấy giỏi năm giỏi coi đấy coi đây coi